vợ đảm làm tiết canh bằng củ dền đảm bảo vệ sinh lại ngon như tiết canh thật. Đang trong những ngày giãn cách xã hội, bạn có thể chế biến món tiết canh bằng củ dền. Giống đến 90% so với tiết canh thật lại rất đẹp mắt ngon miệng đảm bảo vệ sinh. Chuẩn bị vào mùa hè. Bạn có thể bổ sung món tiết canh làm bằng củ dền này vào thực đơn cho bữa ăn gia đình. Món này ăn có vị giống tiết canh thật đến 90%, chỉ khác là không có vị tanh của tiết. Đây là giải pháp cho ai thích ăn tiết canh mà sợ không vệ sinh hay bị đau bụng. Một nguyên liệu cho 5 bát tiết canh. 200g cuống họng và thịt giải và một bộ lòng vịt gà, ngan cũng được. Một củ dền tầm 200 g lạc giang bóc vỏ, rau húng chó và mùi tàu, hành khô nướng, hạt tiêu, chanh. Một gói bột xương sáo 50g loại màu trắng mua tại các cửa hàng, siêu thị. 2. Cách làm. Rửa sạch cuống họng và lòng mề, luộc cùng hai thìa gia vị bột canh nhỏ, tiếp đó thái hạt lựu cuống họng và mề. Gan, để lại thái mỏng dài lên khi thưởng thức. Củ dền gọt vỏ, thái miếng nhỏ rồi dùng máy xay sinh tố xay gần nhuyễn cùng một thìa cà phê muối tinh, đổ nước có thể dùng nước vịt cho có mùi vị hơn, và vắt lấy 600ml nước màu. Lạc giang bóc vỏ, rau húng chó, và mùi tàu rửa sạch một phần băm nhỏ còn lại, để sau bầy ăn sống sao trộn nhân, trộn sụn mề cùng rau húng, và mùi tàu, hành khô nướng thái nhỏ kèm một thìa cà phê gia vị, và tiêu như hình. Sao làm phần tiết từ củ dền, đun 600ml nước củ dền sôi, nếu cho nước luộc vịt vào vị, sẽ ngon, và thật hơn cùng một thìa to nước mắm ngon, nêm đậm đà chút vì món tiết thường đậm vị. Sau đó hòa một bát con nước nguội với 30g xương sáo hơn nửa túi rồi đổ vào ngoáy đều, sôi lại tắt bếp, múc qua múc lại cho bớt nóng rồi đổ sấp sấp vào năm bát nhân như hình dưới. Để nguội là phần nước, sẽ đông lại. Bạn cho lên bát vài miếng gan gà luộc chín, thái mỏng, rắc rau húng chó, mùi tàu thái nhỏ lên trên. Nếu thích ăn mát mọi người có thể để nguội bọc màng thực phẩm rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn bạn rắc tiêu, lạc, gan, vắt chanh thưởng thức kèm rau húng chó, và mùi tàu, xúc miếng tiết đông như hình là đạt. Hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại